thì tác giả ghi là sắp xuất bản là Giai Khoái Đất Phương Nam, Văn Nghệ Tính Lẽ Miền Nam, Phù Sa Phương Nam. Đấy, thì đây là một cái tác giả mà viết rất nhiều, viết rất mạnh tay của Cửu Long ngày xưa và Vĩnh Long hôm nay. Thì trong 50 năm, kỷ niệm 50 năm thì không thể không nhắc tới tác giả Sông Rồng Việt Trung Tử này. Có nhiều tác giả đó lúc sống ở Vĩnh Long thì họ chưa chưa phải là tác giả, mà đi khỏi Vĩnh Long thì họ là tác giả. Tác giả rất mạnh của đồng bằng sông Cửu Long, như là cái cô Cao Thanh Mai. Đây, Cao Thanh Mai, thượng tá Cao Thanh Mai. Sinh năm 1960, quê ở Long Hồ, Vĩnh Long, hiện đang sống tại thành phố Cần Thơ, hội viên Hội Nhà văn thành phố Cần Thơ, nghề nghiệp là bộ đội đã nghỉ hưu. Đây, tôi cầm trong tay cái cuốn là Tự Tình Với Quê, cô đã tặng Du là ba cuốn gì đó. Hay là cái cuốn Anh Đi Giữa Mùa Hoa, Tam Giác Mạch của nhà thơ Lương Minh Cừ. Cuốn sách này thì có 45 bài thơ, 3 bản nhạc. Là xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành. Chịu trách nhiệm xuất bản là Giám đốc Tổng biên tập Nguyễn Quang Thiều. Cuốn sách này là được lưu chiếu năm 2023. Lương Minh Cừ ấy, phần giới thiệu thì viết là nhà thơ Lương Minh Cừ, hội viên sáng lập Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Sinh năm Nhâm Thìn 1952 tại làng Đông, xã Hồng Việt, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Từng học và tốt nghiệp phổ thông cấp 3 tại trường phổ thông cấp 3 Nam Duyên Hà, Thái Bình. Từng tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Văn khoa cũ, Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh. Từng bảo vệ luận án tiến sĩ triết học tại Viện Triết học Hà Nội năm 1996, nhập ngũ năm 1970, tiểu đoàn 2 sư đoàn 305, binh chủng đặc công quân đội nhân dân Việt Nam. Đã từng tham gia chiến đấu tại chiến trường ca miền Đông Nam Bộ, quân khu Sài Gòn, gia đình Chợ Lớn. Đã từng công tác tại trường Đại học Tài chính Kế toán Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Tài chính Marketing Bộ Tài chính. Hiện là phó giáo sư tiến sĩ, bí thư đảng ủy, hiệu trưởng trường Đại học Cửu Long Việt Nam.
sống và viết tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thì chúng ta nhớ là Hiền Lương Minh Cừ là phó giáo sư, tiến sĩ, bí thư đảng ủy và hiệu trưởng trường đại học Cửu Long. Tức là đương là một tác giả, đó là một nhà văn Việt Nam sống tại Vĩnh Long. Thì cái chặng đường 50 năm có lẽ phải nhắc đến ông này. Mà tôi đã từng dự cái đêm giới thiệu tập thơ Anh đi giữa mùa hoa tam giác mạch của Lương Minh Cừ. Xúc động lắm. Rất nhiều người phát biểu về tập thơ này, bình giới thiệu phát biểu tập thơ này thì hầu như tất cả đều ca ngợi Lương Minh Cừ. Thì nếu nói về 50 năm thì phải nhắc 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 tới hai cái tác giả tôi nói ở xa là Cao Thiên Mai, Lương Minh Cừ. Và tiền đây tôi muốn nói thêm nữa là có một cái anh nguyên là học sinh của tôi ở trường Trung học Sư phạm Cửu Long. Cái lúc anh ta vào học Trung học Sư phạm Cửu Long, tôi đã phát hiện ra cái tài năng thơ của anh ta. Mà quả nhiên sau đó thì anh làm thơ rất hay, làm thơ nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long, đó là Văn Triều. Tôi chỉ nói cái tập Lỡ Vay Người Tiếng Sáo thôi đã đủ khẳng định rồi. Văn Triều hiện nay là hội viên hội nhà nhà thơ Việt Nam. Và có một anh học viên của tôi nữa, Văn Triều thì học hệ tiểu học, còn người thứ hai này ấy, học hệ cao đẳng. Anh Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Trường hiện nay là hội viên hội văn học nghệ thuật Trà Vinh, tại tách tỉnh, tách năm 91 thì tách cái tỉnh Cửu Long ra làm hai là thành Trà Vinh và Vĩnh Long. Thì anh Văn Trường anh về đại học ở dưới Trà Cú, Trà Vinh. Thì hiện nay anh đang là một tác giả mạnh, tác giả sung sức của Trà Vinh. Thì tôi muốn nhắc thêm, ở trên Vĩnh Long ấy, tôi còn có một cô sinh viên là Lê Đỗ Lan Anh. Cô này hiện là đương dạy dạy mỹ thuật ở trường Trung học phổ thông Nguyễn, Trung học phổ thông Trung học cơ sở Nguyễn Khuyến, Nguyễn Khuyến thành phố Vĩnh Long. Nhưng cô làm thơ rất hay. Cái tập thơ của tôi không không có tại đây để nói giới thiệu các bạn. Cô mới 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 được hội nhà văn in trong tập thơ. Thì Lê Đỗ Lan Anh là người mà xứng đáng giới thiệu. Và một cái tác giả nữa đó, có thể nói là hai tác giả luôn, là tác giả Văn Quốc Thanh và Hoàng Đình Hòa. Văn Quốc Thanh là cái tác giả mạnh xưa nay của Vĩnh Long rồi. Anh ta mạnh làm thơ từ thời của những người làm thơ bây giờ rất rất phổ biến ở Vĩnh Long, như là Phan Phúc Bình, như là Bằng Lăng, An Phương, Hàng Ngọc Trãng, Thái Hồng. Là thế hệ của Văn Vũ Thanh. Thì nếu mà nói tới là Trần Thái Hồng, Văn Quốc Thanh, Phan Phúc Bình, Bằng Lăng, Hà Ngọc Trãng, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Ngọc Hiệp, vợ Ngọc Hiệp là Ngọc Hải nữa, rồi thì phải nhắc tới một cái tác giả nữa là Hữu Tân. Hữu Tân ấy, Hữu Tân anh mất rồi. Anh có cái bài thơ mà tôi hay nhắc
Nguyệt à, em là nhân ái, lòng em trong ngọc trắng ngà. Em đi một vầng trăng theo suốt, ta bày trò chú cuội với cành đa. Anh Hữu Tân này, anh gốc là giáo viên tiếng Pháp, sau đó anh chuyển về anh làm báo Vĩnh Long, làm thơ khai. Làm thơ lúc bây giờ ở báo Cửu Long hồi bây giờ có ba người làm thơ hay là anh Hòa, tức là anh Hòa, tên anh là Vĩnh Nguyên, Ngô Vĩnh Nguyên. Đây. Anh Hòa là Ngô Vĩnh Nguyên. Thời bây giờ còn ở Vĩnh Long có một anh là Văn Hữu Huệ. Nếu mà nhắc thì nhiều người lắm, dễ 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 thiếu sót. Như là Hồng Trung, Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Hồng Trung. Bác sĩ Nguyễn Hồng Trung đó, là người làm thơ rất rất nhanh thời bây giờ. Năm Bác Hồ, kỷ niệm năm Bác Hồ trăm tuổi thì ông làm 100 câu lục bát về Bác Hồ. Đại khái là một cái nhà thơ bám rất chặt với tình thật sự của đất nước, mà viết rất sung sức. Thì tôi chỉ muốn nói ra để chúng ta nhắc lại là nếu 50 năm thì phải nói là làm thơ mạnh ở Vĩnh Long, phải nói tới là Xuân Quan. Tôi trải chiếu hoa mời người ngồi xuống, rất đơn giản vậy đấy, để nói cái tổng nhân tài bài thơ đấy. Tôi không thuộc lâu quá rồi, nhưng mà có những câu thơ ấy, viết bâng quơ mà nó hay. Như là người ta xếp chữ thành danh, tôi nay xếp chữ thành anh thừa quen, là của Nguyễn Xuân Quan. Tôi nhớ là có lần tôi đi Côn Đảo với anh ta, thì ngồi ô tô trên đường đi thấy thì sân bay của ổng về là cái trung tâm của Côn Đảo á, thấy dê nó băng qua đường, đàn dê người ta nuôi dê nó băng qua đường, thì ông nói với tôi thế này: anh Tâm ơi, chắc em phải viết một bài thơ về dê. Thì tôi nghĩ là không biết là anh sẽ nghĩ cái gì về dê mà viết đấy. Sau này bây giờ tôi không nhớ bài thơ đâu. Bài thơ đầy triết lý rất hay. Và tôi đọc xong tôi sững sờ luôn. Thế là cái nhìn của anh quan sát đàn dê nó ăn trên núi, nó đi băng qua đường. Thế thôi. Nhưng mà Xuân Quan đặt ra rất nhiều cái triết lý về cuộc sống, về cuộc đời. Trên cái bàn thờ lớn nhất của Tổ quốc là cái xứ gọi là địa ngục trần gian Côn Đảo thời xưa, và bây giờ là hòn ngọc của Tổ quốc. Anh ta suy nghĩ được rất nhiều điều mà càng đọc mình càng thấy hay. Đấy là những cái người mà 50 năm chúng ta phải nhắc đến. Có một cái tác giả mà tôi không thể nào không nói được, đó là anh Huỳnh Thanh Hồng, nhà thơ Huỳnh Thanh Hồng, nhà thơ mà tôi rất kính trọng, rất yêu thương và kính trọng, và
kết nghĩa làm anh em với nhau. Thường xuyên ấy, hai anh em lang thang với nhau trên những cái nẻo đường nội ô và ngoài ô Vĩnh Long, trong những cái đêm tối trời, những đêm sáng sáng trăng ở Vĩnh Long, có khi đi cả ngày cả đêm, có khi đi trong những cơn say ngật ngưỡng với nhau và đọc thơ cho nhau nghe trong những cơn say ngật ngưỡng với nhau. Thì tôi rất là quý Huỳnh Thanh Hồng. Và tôi chơi với Huỳnh Thanh Hồng, lúc đó tôi đang phụ trách cái văn nghệ cuộc sống ở trong đài phát thanh truyền hình Cửu Long. Rồi ngoài việc viết bài để đọc thì tôi thường viết nhạc để dựng cho đài nó ghi âm, ghi hình, chủ yếu là ghi âm. Thì vì quý cái tài năng của Huỳnh Thanh Hồng cho nên là hầu như là tôi rất thích phổ thơ của Huỳnh Thanh Hồng và phổ viết thành thói quen, và hầu như tôi chỉ phổ thơ Thanh Hồng thôi. Thơ người lớn là phổ thơ của Huỳnh Thanh Hồng và phổ thơ của các tác giả viết cho thiếu nhi. Thì tôi phổ thơ Thanh Hồng nhiều, mất cũng nhiều. Phổ xong bài nào á thì dừng cho ca sĩ Vĩnh Cửu Long hát trong các sinh hoạt câu lạc bộ, hát thu sóng FM, sóng AM. Từ những năm đầu tiên tôi mới làm phụ trách cái chương trình văn nghệ cuộc sống cho đến lúc là Huỳnh Thanh Hồng qua đời. Huỳnh Thanh Hồng mất rất sớm thì tôi buồn, tôi không cộng tác với đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long nữa. Vì vào là tôi nhớ tôi Huỳnh Thanh Hồng, thì lúc đó tôi mới không còn cái cơ hội nào để phổ thơ Huỳnh Thanh Hồng nữa. Nhưng mà nhiều câu thơ Huỳnh Thanh Hồng tôi cứ nhớ mãi. Nhiều khi chúng tôi chơi với nhau mà tôi từng ngồi cả buổi sáng Chủ nhật để mà dự những cái chương trình cổ nhạc hát với nhau của Huỳnh Thanh Hồng tổ chức tại nhà anh ấy. Ông già bà lão đến nó ngồi trên bồ ngựa đó, tự đờn tự ca với nhau. Tôi ngồi như là người khách, ngồi với ve rượu trắng, một dĩa tầm ruột hoặc một miếng khô cá đuối khô mực gì đó, nhâm nhi và lắng nghe những cái điều năm xuân năm ai điều quán, trăng khu già khúc khóc hoàng thiên sương chiều vẫn, ngồi nghe và ngẫm nghĩ về cuộc đời rất nhiều lần như vậy. Mà chính cái bản mà cổ nhạc Nhạc Vua đó, nổi tiếng ở Nam Bộ này là cái bản Già Cỗ Hoài Lang của Cao Văn Lộc, thì tôi nghe đầu tiên là tại nhà Huỳnh Thanh Hồng, do anh ta vừa đờn, anh ấy đờn kìm, vừa chơi đờn kìm vừa ca. Từ là từ phu tướng báu kiếm sắc phong lên đàng, vào ra ngóng trông tin chàng năm canh mơ màng. Là tôi nghe do Huỳnh Thanh Hồng ca và tôi yêu cái cổ nhạc, yêu sân khấu cải lương cũng do là cái ngọn lửa tình yêu của Huỳnh Thanh Hồng thắp lên cho tôi.
lúc bây giờ tôi rất thích cái câu thơ là ối chua chấm muối nhà quê, ớt cay đầu lưỡi vẫn tê đến giờ. Với thực tế đấy, rất nhiều lần chúng tôi ngồi chơi, ngồi đờn hát với nhau như vậy, tôi không ca cải lương được, phòng cổ được, tôi chỉ là người ngồi nghe thôi, rồi nghe các ông già bà lão họ ca, kể cả trung niên và trẻ họ trẻ hơn nữa họ ca. Thì ca xong một bài một bản thì họ cầm cái miếng ổi lên và chấm màu cái muối ớt, cắn một miếng, uống đi rượu rồi cầm miếng ổi lên chấm vào muối ớt, cắn một miếng làm mồi, thì mới thấy cái câu là ối chua chấm muối nhà quê, ớt cay đầu lưỡi còn tê đến giờ. Và nếu như là hồi đó tôi đi xe đạp từ Vĩnh Long, từ phường 2 Vĩnh Long mà vào nhà Vĩnh Long, hồi đó thấy nó xa lắm, thấy nó xa vì phải đi qua sông, đường nó xấu gập ghềnh, thì mới thấy được câu thơ như thế này: đường gập ghềnh đạp xe không biết mỏi, bởi nhớ thương nên về với ngoại ô, ăn cơm trắng với canh bông so đũa, bàn tay em tôi mắc nợ suốt đời. Tôi lúc bây giờ thì vẫn thường nói với nhau, tập trung, tập hợp thì in thêm một tập thơ nữa để vào xin làm đơn xin vào hội nhà thơ Việt Nam, vì thơ quá xứng đáng, thơ hay. Lúc bây giờ đó, trong những tác giả tôi vừa nói, Phan Phúc Bình, Nguyễn Trọng Dũng, Bằng Lăng, Thái Hồng, Ngọc Hiệp, Ngọc Hải, Thúy Vân, Văn Lệ Trinh, thì là những tác giả thơ đó, thì khó có tác giả nào theo tôi đó sánh được với thơ Huỳnh Thái Hồng lắm. Vì thơ nó hay, thơ đạt chuẩn thơ. Nhưng rất tiếc là Huỳnh Hồng ra đi sớm. Cho nên hôm nay ngồi nói tới chặng đường thơ Vĩnh Long 50 năm. Anh An Phương anh biết là vấn đề này lớn, cho nên là anh phân ra nhiều nhiều mảng viết bài khác nhau cho nhiều người, nhiều tác giả. Riêng tôi ấy, anh chỉ giao một cái mảng thôi, là nói đôi nét về cái tư tưởng, sự phát triển tư tưởng của thơ Vĩnh Long trong chặng đường 50 năm. Và tất nhiên là chúng tôi không, anh cũng nói là mỗi người một cái hội nghị đấy diễn ra trong một buổi thôi, cho nên là mỗi người cố gắng viết khoảng 3 trang thôi để đọc cho nhanh, thì không thể tham vọng được nhiều đâu. Thì tôi có bây giờ kết thúc cái bài viết tôi mới nói thế này. Tôi vừa nói cái ý là anh An Phương, nhà thơ An Phương ấy, anh gợi ý cho tôi để viết về sự phát triển tư tưởng trong thơ Vĩnh Long chặng đường 50 năm. Thì tôi xin lấy ngay như tác giả An Phương ấy. Những năm 90, thập kỷ 90, thế kỷ 20, tôi đã từng giới thiệu thơ An Phương ở Thư viện Khoa học Tổng hợp Vĩnh Long, Cửu Long. Trong đó có cái bài Hoa Hồng. Tôi không nhớ bài thơ này nữa. Đại khái là anh đã nói là vô tình đi trên đường, đạp phải hoa hồng, cái dấu giày in lên hoa hồng. Thì cái bài thơ này anh ta suy tư từ cái việc như vậy, suy tư đến rất nhiều vấn đề về thuộc về cuộc sống, thuộc về đất nước. Đó là bài thơ có tính tư tưởng mà anh ta giải quyết rất đẹp. Cho đến cái tập
giấc mơ gia đình này. Thì phải nói là đấy, cái tính tư tưởng trong thơ An Phương nó đã phát triển rất cao. Tôi xin đọc một vài bài thơ nhỏ trong cái chùm thơ Tứ Tuyệt Không Đề của An Phương trong tập thơ là Giấc Mơ Hiện Hình. Cái bài thứ nhất thế này: luống cày nâu như bát cơm đầy, con trâu đen hồn nhiên nơi cỏ, buổi sáng ra đồng xin tạ ơn những lằn roi trên lưng nó. Tính tư tưởng rõ ràng phát triển rất nhiều. Luống cày nâu như bát cơm đầy, con trâu đen hồn nhiên nơi cỏ, nơi là ăn, buổi sáng ra đồng xin tạ ơn những lằn roi trên lưng nó. Người ta gọi là đánh trâu đi cày, nhưng mà dắt trâu đi cày mà đánh trâu đi cày để có được bát cơm ăn đó, chúng ta phải tạ ơn những lằn roi in trên lưng con trâu bị đánh, đánh cho nó đi. Có con đường ông cha ta đi qua, hơi ấm bàn chân nồng nàn xứ sở, có hạt nắng ấn trong tàng lá nhỏ, lấp lánh hoa tàm nở thắm rừng rơi. Đây là bài thơ thứ hai. Rừng rơi là một cái căn cứ kháng chiến của huyện Long Hồ. Có con đường ông cha ta đi qua, hơi ấm bàn chân nồng nàn xứ sở, có hạt nắng ấn trong tàng lá nhỏ, lấp lánh hoa tàm nở thắm rừng rơi. Tôi đọc thêm hai bài nữa, là bài thứ 5 và bài thứ 6. Má tôi sinh ra 9 người con, cả 9 lần ba tôi vắng mặt. Sự thật ở miền Nam là như vậy. Má tôi sinh ra 9 người con, cả 9 lần ba tôi vắng mặt. Ngày ba mất, má không khóc, chỉ vịn trước hòm xoa xoa. Cái bài thứ 6: ơi, những chiều vàng đầu trên mái phố, vệt rêu xanh ẩn kín một điều gì, đêm về thoáng hiện bóng tiền nhân, hư ảo trầm hương nghi ngút. Đấy. Thì hôm nay là ngày 1 tháng 10, nhớ tới cái nhiệm vụ của mình là phải viết một cái bài viết khoảng 3 trang về sự phát triển tính tư tưởng trong thơ Vĩnh Long 50 năm. Thì Du nói một vài vấn đề về cái đội ngũ thơ Vĩnh Long. Cảm ơn các bạn.